Bên kia là xe Tesla Cam F1 3 km của anh Phú. Máy của anh thì bên bảo hành cho anh phần kết nối. Đây máy kết nối bình thường nhé. Tay kết nối máy bình thường. Đây hình ảnh truyền về ạ. Bây giờ em bài test máy anh luôn. Do ở trong nhà thì như này của em sẽ có tắt GPS đi. Máy thì vẫn bắt GPS thôi. Đây, vẫn bắt GPS bình thường. Tuy nhiên là do ở trong nhà em sẽ tắt đi. Bay an toàn hơn. Gimbal động bình thường. Hình ảnh chuyển về. Hình ảnh chuyển về điện thoại. Ok. Hiện tại máy Phú động ổn định rồi. Em sẽ phải trải máy cho anh.